Đêm nhạc một ngày sau chiến tranh của nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn là chương trình ca nhạc thính phòng do Câu lạc bộ Văn nghệ Viện Việt học tổ chức sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối ngày thứ Bảy, 13 tháng 4 tại phòng sinh hoạt Nhật báo Người Việt, số 14771 đường Moran, thành phố Westminster. Đêm nhạc có sự góp mặt của các ca sĩ như là Anh Dũng, Hồng Hạnh, Mộng Thủy, Nga Mi, Kim Ngân, Kim Yến, Tạ Trương, Thu Vàng, Trần Ngọc. Đêm nhạc không thể thiếu ban nhạc Nguyễn Đình Thư và Sao Biển cùng MC Bùi Đường và Diệu Trang. Được biết, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn hiện tuổi đã cao và ông cho hay có thể đây là đêm nhạc cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Những đêm nhạc ông tổ chức trước đây rất đông người xem, trong khi khán phòng không đủ chỗ, có đến hàng trăm người đã phải ra về. Vì thế, trong đêm diễn tới, tối thứ Bảy, báo Người Việt sẽ livestream trên Facebook Người Việt để quý vị có thể coi trực tiếp trên điện thoại của mình trên toàn thế giới. Tại hội trường báo Người Việt ở Lido Sài Gòn, quý vị được vào cửa miễn phí. Nếu quý vị muốn giữ chỗ, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 714 270 8110 với chi phí là 10 đô la.